Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay, tôi muốn gửi đến Hội Thánh của Chúa, chủ đề đó là Đức Chúa Trời im lặng. Khi mà Đức Chúa Trời im lặng, không có nghĩa là Ngài không hành động. Và khi Đức Chúa Trời Ngài im lặng, không có nghĩa là Ngài không trả lời. Amen không à? Cho nên đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta không có thấy Chúa bằng mắt thường của chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa là Ngài không quan sát và Ngài không hành động trên cuộc đời của chúng ta. Quý vị ơi, tôi ví dụ một cách đơn giản nhất. Để thử điều này á, thì với thời xưa đó thì mình không nghĩ nó là có thể xảy ra. Nhưng bây giờ nó đang xảy ra hiện hữu mỗi ngày chúng ta. Để biết điều đó, quý vị thử thôi. Quý vị thử đi một chiếc xe, đi trên một cái ngã tư giao lộ nào đó. Quý vị thử vượt đèn đỏ ha, hoặc là quý vị thử đi ngược chiều thôi. Có thể là quý vị sẽ không bị phạt nóng, tức là phạt tiền tại chỗ, nhưng có lúc quý vị sẽ bị phạt nguội. Và tự nhiên đâu đó một ngày kia một giấy báo từ đâu gửi đến gia đình của quý vị, đó là sao à, bị phạt nguội vì cỡ ngày đó giờ đó phút đó luôn, chụp nguyên cái bảng số xe luôn, cô vị đó là bị thả vượt phạm lỗi. Mình không biết có camera, nhưng vẫn có camera để quan sát theo dõi mỗi ngày. Điều đó cũng dạy cho chúng ta biết một điều. Ngày hôm nay chúng ta không thấy Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang quan sát chúng ta mỗi ngày. Và lời Chúa ghi lại cho chúng ta thế nào à? Đức Chúa Trời cũng không chợp mắt và Ngài cũng không buồn ngủ. Và mỗi ngày Ngài dõi xem chúng ta. Khi chúng ta khổ, Ngài thấy. Khi chúng ta đau yếu bệnh tật, Ngài thấy. Khi chúng ta gặp nan đề, Ngài thấy. Và khi chúng ta gặp những bế tắc trong cuộc đời của mình, Ngài cũng thấy nữa. Buổi sáng nay chúng ta sẽ có lời Chúa ở trong Matthew đoạn 1, từ câu 1 tới câu số 17. Matthew đoạn 1 từ câu số 1 tới câu số 17 làm nền tảng cho lời Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng đứng lên đọc lời của Ngài trong sáng nay. Matthew đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 17. Chúng ta có hết chưa? Xin mời ban giúp đỡ giùm Phương Đặng lần này. Vì cái phần mềm nó đang có một số vấn đề cho nên là chúng ta phải sửa lại nhiều. Nếu không có cái bản Kinh Thánh hiệu đính á thì chúng ta có thể bản mở bản truyền thống á. Con mở bản truyền thống đi Thiên Kim. À, Thiên Ngọc. Thiên Kim. Ok. Rồi bản này là bản gì con? Rồi chúng ta sẽ đọc bản Kinh Thánh hiệu đính. Chúng ta cùng khởi sự một chung với nhau một cách trọng tràng. Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ. Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu David, con cháu Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah bởi Tama sinh Phê-rết và Sê-đất. Phê-rết sinh Hết-rôn, Hết-rôn sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahason, Nahason sinh Sam-môn, Sam-môn bởi Harab sinh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Obed, Obed sinh Giê-sê, Giê-sê sinh vua David. David bởi vợ Uri sinh Salomon, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Osia, Osia sinh Jotham, Jotham sinh Acha, Acha sinh Ezechia, Ezechia sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah trước thời kỳ lưu đày sang Babylon sinh Jeconiah và các em người. Sau khi bị lưu đày sang Babylon, Jeconiah sinh Sathalion, Sathalion sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Aso, Aso sinh Sadoc, Sadoc sinh Achim, Achim sinh Eliud, Eliud sinh Elisha, Elisha sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Giêsu gọi là Đấng Christ. Như vậy từ Abraham đến David có tất cả 14 đời, từ David cho đến khi bị lưu đày sang Babylon có 14 đời. Và từ khi bị lưu đày sang Babylon cho đến Đấng Christ cũng có 14 đời trên trong cái mùa thánh an toàn. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà dường như ai cũng rất quen thuộc. Có đúng không ạ?
rất là quen thuộc, tại vì dở tân ước ra là để thấy phân đoạn kinh thánh này đầu tiên. Nhưng mà dường như đây là phân đoạn kinh thánh nó chán, cực kỳ chán luôn. Tại sao? Tại vì cứ mở ra là cứ ông này rồi xong ông kia, rồi xong sinh này sinh nọ sinh kia, mà dường như không có một cái gì để có thể học hỏi. Và dường như chúng ta thích xem kinh thánh á bằng những cái mẫu chuyện, hoặc là những cái câu chuyện ghi lại, những cái ẩn dụ, những cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu dạy. Nhưng mà khi mà nói đến cái gia phả đó, dường như nó rất là nhức đầu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta đọc lại á, thì để cho chúng ta có một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ đặc biệt trong sáng hôm nay, đó là Ngài vẫn hành động. Và không phải hành động chỉ có một vài tháng, một vài năm, thậm chí hành động chỉ một đời người. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Ngài đã hành động trên 42 đời. Bình quân một người sống á, tôi cho là khoảng chừng 50-60 tuổi thôi. 50-60 tuổi nhân cho 42 đời thì nó khoảng bao nhiêu năm quý vị? Hả? Phải mấy ngàn năm không? Mấy ngàn năm mà thời cổ ước á, cái thời xưa đó, thì một người người ta sống một vài trăm năm rất là bình thường. Chắc là do ô nhiễm không khí, rồi ăn những thức ăn nó đầy đủ những cái chất phụ gia, cho nên là dường như con người bắt đầu chết sớm hơn. Nhưng mà hồi xưa người ta sống rất là thọ. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết những gì mà Đức Chúa Trời ghi lại cho chúng ta để khích lệ đời sống của chúng ta, đó là Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu. Và khi chúng ta đọc cái dòng lịch sử mà hồi nãy chúng ta đọc ở trong Tân Ước á, có nghĩa là nếu mà ai đọc bản kinh thánh giấy á, thì chúng ta sẽ thấy rõ nghĩa. Đó là Kinh Thánh có tất cả 66 sách và 39 sách của Cựu Ước và 27 sách là Tân Ước. Ghi lại cho chúng ta nó có một khoảng không thời gian đó chỉ có một vài trang ngắn để phân cách giữa Cựu Ước và Tân Ước. Nó chỉ có cái bản kinh thánh mà tôi đang cầm trên tay, gần hai trang giấy. Nhưng quý vị biết gần hai trang giấy này giá trị của nó bao nhiêu năm không? Gần 500 năm. Đời người giống như gì à? Giống như một hơi thở thôi. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, giữa Cũ Ước và Tân Ước chỉ cách nhau gần hai trang giấy thôi, nhưng mà gần 500 năm quý vị. 500 năm đó là 500 năm mà dường như dân sự của Chúa không nhận được một sự bày tỏ nào, lời nào từ Ngài ban cho. Và nếu chúng ta đọc kinh thánh đó, về Tân Ước đó, và Cựu Ước đó, thì Cựu Ước Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ lẽ thật của Chúa cho dân sự của Chúa, để dân sự của Chúa muốn đi như thế nào, muốn làm như thế nào, thì có lời của Chúa Ngài bày tỏ qua tiên tri, và từ tiên tri đó chỉ định để làm như thế nào cho dân của Chúa. Nhưng do con người phạm tội, có người gọi là mất đi cái đặc quyền đó. Và hơn 400 năm lời của Chúa không được đem đến cho dân sự của Chúa. Và sau 400 năm mòn mỏi đó, sau hơn 400 năm mòn mỏi đó, thì bắt đầu có một sự xuất hiện của một đấng cứu thế, đó là Chúa Giêsu, theo Kinh Thánh, những lời Chúa ghi lại cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chủ đề mà tôi gửi đến hội thánh của Chúa, đó là chủ đề Đức Chúa Trời im lặng. Khi mà Đức Chúa Trời im lặng không có nghĩa là Ngài không hành động. Khi mà chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này, điều nhắc nhở lớn cho chính cuộc đời của chúng ta đó là gì? Đó là dầu cho Đức Chúa Trời im lặng nhưng Ngài vẫn hành động. Dầu cho mình không thấy Ngài, không nghe lời của Ngài, không thấy sự bày tỏ của Ngài, nhưng Ngài vẫn hành động. Quý vị ơi, thông điệp mà buổi sáng nay tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa và tất cả mọi người ngồi tại đây, đó là dầu cho chúng ta không nghe được lời Chúa, không nghe được sự bày tỏ của Chúa, không thấy rõ bằng mắt của mình, không nghe rõ bằng tay của mình, nhưng quý vị ơi, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Dầu cho gia đình mình đã gặp bế tắc thế nào, dầu cho hoàn cảnh mình gặp khó khăn thế nào, dầu cho nan đề gia đình mình gặp thế nào chăng nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Đức Chúa Trời vẫn đang làm. Ngài không phải là Ngài ở không,
Nhưng mỗi ngày Ngài luôn quan sát từng con dân của Chúa. Ngài luôn hành động đó quý vị. Ngài luôn làm hành động trên mỗi cái hoàn cảnh của mình. Ngài đang tác động trên hành động của mình. Và khi mình nhìn về Đức Chúa Trời như vậy á, mình cảm thấy thỏa lòng lắm. Dường như mình đã có Đức Trời Ngài hành động. Và Chúa Giê-xu mỗi ngày ngồi bên hữu Đức của Cha để cầu thay cho chúng ta. Sung sướng quá còn gì. Có người cầu nguyện cho mình, dõi chăm xem mình, và mỗi ngày nhớ đến tên của mình để cầu thay. Hãy được hành động đó. Và cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu theo lời của Chúa. Đầu tiên đó là Đức Chúa Trời im lặng trong cuộc đời của chúng ta. Và giống như chúng ta vừa đọc Kinh Thánh hồi nãy, hơn 400 năm Đức Chúa Trời đã im lặng với dân sự của Chúa. Và điều đó để dạy cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay có một lúc nào đó trong cuộc đời của mình, mình thấy rằng Đức Chúa Trời im lặng với chính mình đó. Có không vậy? Có. Dường như mình gọi Chúa mà Chúa không nghe, gọi Ngài mà Ngài không nghe. Và dường như là mình cảm thấy Chúa ở xa lắm, dường như Ngài không nghe mình kêu gọi Ngài. Nhưng buổi sáng hôm nay lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta, đó là khi mà Đức Chúa Trời im lặng thì không có nghĩa là Ngài không hành động, nhưng mà Ngài im lặng để có thể Ngài quan sát, Ngài thêm thái độ của chúng ta. Và hãy nhớ rằng khi mà Ngài im lặng thì cũng có nghĩa là Ngài chuẩn bị mở một cánh cửa mới hơn cho chính cuộc đời của chúng ta. Có đúng không ạ? Thời cựu ước, Đức Chúa Trời Ngài đã im lặng với dân sự của Chúa. Hơn 400 năm sau đó, Ngài đã mở ra một kỷ nguyên mới cho con cái của Ngài. Đó là vua Giê-xu, Chúa Giê-xu Christ đến trần gian này. Ngài giáng từ trên trời giáng xuống để cứu nhân loại. Và cái sự im lặng của Chúa càng lâu chừng nào thì quý vị hãy nhớ rằng á, nó càng vĩ đại chừng ấy. Tôi nhớ đến hình ảnh về cái gọi là cái việc ép dầu ô liu á. Có một điều đặc biệt là dầu mà càng được ép nhiều chừng nào thì nó càng ra dầu chừng ấy. Càng được ép nhiều chừng nào mà ra dầu chừng ấy. Ở đây có ai đã từng uống nước mía không? Nước mía. Tôi không biết về công nghệ bây giờ uống nước mía người ta có những cái máy xay như thế nào. Như hồi xưa đó thì chưa có công nghệ mới thì người ta quay bằng tay, có đúng không ạ? Quay bằng cái bánh xe đó, quay. Mà có hồi xưa đó chưa có điện, cho nên quay một lần á thì là người ta có bỏ cái xác nước mía không? Không. Ta quay hoài, quay chừng nào mà gọi là cái xác nước mía nó khô hết luôn á thì người ta mới quăng cái xác đã mía đó. Mặc dù rất là mệt, quay một vòng dùng hết sức, ráng quay thêm một vòng, ráng thêm quay thêm vòng, quăng sau mình hồi còn cái xác không. Thì khi bỏ cái xác đi á thì người ta sẽ còn lại gì? Đó là nước mía nguyên chất và tinh khiết đấy. Sau này thì có một số cái máy hiện đại hơn là bằng điện, cho nên cứ bấm nút lên là cứ chạy đút ra rồi bỏ vô, đút ra là bỏ vô là nó cứ ra thôi. Nhưng mà hãy nhớ rằng càng ép chừng nào thì càng ra nước tinh chất chừng ấy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi. Càng ép chừng nào, càng im lặng chừng nào thì Đức Chúa Trời có sự dạy dỗ và đang có sự chuẩn bị cho chúng ta. Và buổi sáng nay tôi muốn nói lên điều này để khích lệ hội thánh của Chúa với tất cả dân sự của Chúa trong sáng nay, đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời im lặng nhưng Ngài vẫn đang hành động. Có người làm ăn một bế tắc, dường như làm tới cái gì là thất bại thôi đó. Làm tới cái gì là thất bại thôi đó. Có người thì có những bệnh tật mà kêu cầu Chúa nhiều năm rồi, nhưng mà dường như không thấy Đức Chúa Trời Ngài hành động và Ngài trả lời. Có người thì có những nan đề về gia đình hôn nhân, và dường như là những ông chồng của mình, những người vợ của mình, dường như nhiều năm rồi cầu nguyện hoài mà không thấy sự thay đổi. Có người thì có những đứa con, có những hoàn cảnh dường như không thể nào có sự thay đổi được. Nhưng buổi sáng nay thông điệp gửi đến cho chúng ta đó là
Đức Chúa Trời im lặng, nhưng Ngài vẫn đang hành động. Amen. Đức Chúa Trời im lặng, nhưng Ngài vẫn đang hành động trên gia đình của mình, trên hoàn cảnh của mình. Và Đức Chúa Trời đang có cách tốt nhất mà Ngài đem đến cho chúng ta. Quý vị hãy nhớ đến cái câu chuyện mà bị bão giữa biển không ạ? Khi Đức Chúa Giêsu Ngài kêu các môn đồ đi ra khỏi bờ biển, và đang khi chèo chống thì thình lình có cơn bão ập đến. Và Chúa Giêsu ngồi phía sau thuyền và Ngài dự gối mà ngủ. Và khi Ngài ngủ á, thì bên ngoài thì sóng to gió lớn, gặp nhiều, rất là to lớn như vậy. Các môn đồ sợ hãi quá, gọi Chúa Giêsu: Thầy ơi, thầy không chịu dậy đi, bây giờ sắp chết rồi mà còn ngủ. Giờ mất tất cả mọi người chèo chống dễ sợ luôn, mà thầy còn ngủ. Giống như là mình hiểu cái từ người Việt Nam á, sao thầy vô tư quá, sao thầy không lo gì cho tụi con. Bây giờ tụi con tới đây rồi, thầy kêu tụi con đã tới đây rồi, và cuối cùng bây giờ ngay vào biển này, bây giờ lại gặp bão tố như vậy, mà thầy không lo chút xíu nào sao? Cảm ơn Chúa, câu chuyện kết thúc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sau đó đã dậy, và chỉ cần nói một lời thôi, lập tức biển im lặng như thật. Đức Chúa Trời im lặng có nghĩa là Ngài đang hành động. Ngài không giống như một số vị nhân nói mà không làm, nhưng Ngài nói thì Ngài phải làm. Nhưng mà thậm chí Ngài không nói, nhưng mà Ngài làm. Vì có sợ người nào không nói mà làm không? Sợ chứ, không nói mà làm á, mới sợ. Cái người nói không làm không sợ, nhưng mà không nói mà làm mới sợ. Tại vì không biết cái gì á. Nhưng mà Đức Chúa Trời có những thiên cơ Ngài không muốn cho mọi người biết. Vì con Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết sao mà cái sự kín dấu á thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mà ai phát hiện ra đó, ai tìm được điều đó, thì đó là vinh hiển của người đó. Cho nên là chúng ta phải làm sao để biết được ý của Ngài. Tôi nói ví dụ đơn giản vậy nè. Thật sự vậy luôn. Giàu có đối với Chúa rất là bình thường. Vì có thấy bình thường không? Tôi nói đơn giản luôn. Ví dụ, nếu vì biết ngày mai, tự nhiên tiền đô hay là gì nó lên một cách gọi là lên nhiều chục lần. Thí dụ nha, mình biết luôn, mình biết là thiên cơ đi. Đó là ngày mai, ngày mốt đi, hay là khoảng chừng nửa tháng sau là tiền đô sẽ lên vùng vụt mấy chục lần như vậy. Tôi hỏi vị có đi tìm mọi cách để đi mua đô không? Có không? Có chứ. Có chứ. Cho nên là rõ ràng là như vậy. Chỉ cần mình biết về tương lai thôi, mình chỉ cần bước về tương lai vài ngày thôi, tôi nói là bị giàu hết. Cho nên không ai biết được tương lai. Kinh Thánh chứ là ngày mai không biết ra sao cả. Những người mà biết về tương lai chỉ là phép thôi, trừ khi người đó là tiên tri của Chúa được bày tỏ. Nhưng mà họ cũng không biết là ngày mai, ngày mốt gì cả đâu. Họ chỉ đưa ra một tình huống giả thuyết và tương lai thôi, chứ họ không xác định ngày bây giờ. Vì ngay bây giờ chỉ có Cha biết. Có đúng không ạ? Mà khi chúng ta đọc lời của Chúa, quý vị ơi, để khích lại chúng ta, hầu hết luôn những người mà được đổi đời á là sao à? Họ biết được thiên mệnh của Chúa. Joseph, khi ông được trở nên đổi đời, ông đâu? Ở trong tù. Ông ở trong tù chứ đâu phải đang làm gọi là giám đốc hay là gọi là người quản lý nhân sự đâu, đúng không ạ? Ông ở trong tù. Nhưng mà ông chỉ thấy được một giấc mơ của vua thôi. Ông đổi đời. Tự nhiên tối hôm nay mình ngủ, Chúa cho một giấc mơ gì đó mà không biết trước được. Và cuối cùng, nhiều khi giấc mơ đó đổi đời. Tôi không nói vì ngày mai mua số nha. Đừng có mơ. Mua số tôi không nói nha. Cái này là Kinh Thánh. Kinh Thánh không nói. Kinh Thánh không nói. Đừng mà tối nay cho tôi cái số, ngày mai số lộn được. Khổ đó. Không, Đức Chúa Trời Ngài ban cho người nào khi người nào tìm cầu Chúa. Khi Ngài chuẩn bị hủy diệt Sodom và Gomorrah, quý biết ở trong thành đó ai đang sống trong đó không? Đó là gì? Lót và gia đình ông.
gỗ đốm và sông đó là nơi mà người ta phạm tội kinh khiếp. Thấy gì ngài bày tỏ cho Lót? Nhưng ngài đâu có bày tỏ cho Lót. Nhưng bày tỏ cho ai à? Bày tỏ cho Abraham, là người mà ngài tin tưởng. Khi chúng ta đọc lời Chúa để khích lệ cho chúng ta rằng khi mà Đức Chúa Trời ngài im lặng thì có nghĩa là ngài chuẩn bị một cái gì đó mới trên cuộc đời của chúng ta. Đừng nản lòng. Buổi sáng nay tôi khích lệ hội thánh của Chúa đừng nản lòng. Tôi cũng như quý vị thôi, tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì đâu, tôi cũng giống như quý vị, cũng phải một ngày ăn cơm 2-3 buổi, có đúng không mà? Cũng nhu cầu cũng giống như quý vị thôi. Và đôi lần trong cuộc đời của chính cá nhân tôi cũng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời dường như ngày im lặng với hoàn cảnh của mình. Khi tôi đọc được hội Chúa, lời Chúa khích lệ, đó là gì? Đó là ngài im lặng, nhưng ngài cũng đang hành động. Hơn 400 năm dưới sự của Chúa ở trong vòng gọi là bế tắc, không có lời của ngài, không có sự dạy dỗ của ngài, không có sự huấn thị của ngài. Và dường như là khi chúng ta đọc Kinh Thánh, phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cảm thấy nó chán gì đâu chán. Và nếu trong cuộc đời chúng ta đi với Chúa cảm thấy nó như vậy đó. Nhưng buổi sáng nay thông điệp gửi đến cho chúng ta đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời im lặng nhưng ngài vẫn trả lời cho chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hãy cố lên quý vị. Hãy tiến cậy lên lời của Chúa. Vì Đức Chúa Trời ngài hứa thì ngài có quyền làm trọn. Amen. Vậy thứ hai, tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa đó là Đức Chúa Trời thành tín. Hãy nói với người kế bên rằng Đức Chúa Trời thành tín. Thành tín là gì? Luôn có uy tín, đúng không? Trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, có nhiều người được gọi là có uy tín, nhưng mà tôi dám bảo đảm là con người chắc chắn cũng có đôi lúc thất tín. Có một bài hát Việt Nam vừa hát là gì? nhớ dài ghê. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Bài này ai hát vậy Diễm? Ông Ngọc Phúc. Vợ tôi lâu lâu cũng hát cái bài này hoài. Hứa thật nhiều, thất hứa được. Thật sự. Đúng, con người của mình cũng đôi lúc thất tín. Con người của mình đôi lúc hứa nhưng mà không làm trọn. Nhưng buổi sáng hôm nay cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thành tín. Có nghĩa là gì? Ngài luôn luôn hứa điều gì thì ngài trả lời cho mình điều đó. Phương đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc á, nó có 17 câu thôi. Nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta những gì Đức Chúa Trời ngài hứa thì ngài làm trọn. Và mỗi lần ngài hiện diện với một ai đó thì ngài xưng thế nào? Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, ta là Đức Chúa Trời của Isaac và ta là Đức Chúa Trời của Jacob. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng những gì ngài hứa với thế hệ của Abraham, ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi ngươi như sao trên trời như các biển đông. Mà trong khi đó lúc mà ông chú phán với Abraham á thì sao? Không có vợ mà chưa có con, chờ mòn mỏi luôn, chờ gọi là gì, đầu râu tóc bạc á, 90 mấy tuổi rồi mà cũng chưa có con luôn. Và cuối cùng thì sao? Chúa đã thành tín, đó là ông đã có một đứa con tên là Isaac. Và khi chúng ta đọc phúng lặng Kinh Thánh vừa rồi, 42 đời được diễn ra và cho đến đời Chúa Jesus Christ là đời thứ 42 đó, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín. Và cách đây mấy hôm tôi gặp một cái người anh, một em thiếu niên này, một em thanh niên này, tôi có nói như vậy. Thật sự nếu mà ai hiểu được lời của Chúa và ai hiểu được lời của Chúa có một thẩm quyền á thì người đó sẽ rất là thành công. Quý vị biết tại sao không? Tại vì người đó hiểu rằng Đức Chúa Trời đã hứa thì ngài làm. Và nếu chúng ta tin lời của Chúa, ứng dụng cho chính cuộc đời của chúng ta sẽ thành công.
Và khi chúng ta hiểu lời của Ngài, thì chúng ta vận dụng cầu nguyện ở trong lời của Ngài, thì quyền năng được xảy ra. Có những người họ không hiểu, cho nên họ thất bại. Vì nhớ câu chuyện công vụ đoạn 3 không à? Khi Phi-e-rơ và Giăng đi lên đền thờ tại cửa đẹp, họ làm gì? Họ thấy một người ăn xin, hay còn gọi là ăn mày. Người ăn mày này, cái nhu cầu của họ là gì? Họ bị bại. Và cái nhu cầu của họ là mỗi ngày để cần ai đó đến giúp đỡ cho họ một số tiền để nuôi sống bản thân của họ mỗi ngày. Cái đó chỉ là nhu cầu mỗi ngày thôi, cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng mà nhu cầu lớn nhất của người đó là gì? Đó là đang bị bại và muốn được chữa lành. Và khi mà người này gặp Phi-e-rơ và Giăng đi lên đền thờ, thì ông này đã làm gì? Xin bố thí. Và Phi-e-rơ và Giăng nói thế nào? Tiền không có, vàng cũng không có, bạc ta không có, nhưng ta có nè, cái này là ta có nè, đó là danh Chúa Giêsu. Người đứng dậy bước đi. Kinh Thánh ghi lại sao? Người què đó, người bại đó đứng dậy và bước đi. Tức là gì? Phi-e-rơ và Giăng hiểu được cái thẩm quyền, lời của Chúa hứa với ông, và ông vận dụng nó, phép lạ xảy ra. Phi-e-rơ và Giăng không phải là người giỏi. Phi-e-rơ cũng đã từng chối Chúa sao à? 3 lần. Có đúng không quý vị? 3 lần. Thế nhưng ông hiểu được cái thẩm quyền mà một người nào đó hiểu được lời của Chúa được giao, và thực thi điều đó được xảy ra. Nhưng ở tại sách Công Vụ cũng có một người bắt chước Phi-e-rơ và Giăng, bắt chước cái sứ đồ. À, những người này là những đứa con của sao à? Thầy tế lễ. Thấy người ta bị quỷ ám á, thì nói vào nhân danh Chúa Giêsu của cái ông đó đó, đuổi. Thì con quỷ này nó nói thế nào à? Cái người bị quỷ ám á đó, Chúa Giêsu ta biết, những môn đồ là biết hết á, nhưng ta không biết người là ai. Cuối cùng Kinh Thánh ghi lại sao à? Bị đánh tới nỗi mà coi, xin lỗi nha, lột quần áo bỏ chạy luôn. Họ biết nhưng mà họ không hiểu được thẩm quyền. Và đây là lời Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, đó là gì? Chúng ta ngày hôm nay, nếu mà chúng ta là cơ đốc nhân mà chúng ta đi với Chúa mà chúng ta không hiểu thẩm quyền Chúa giao cho chúng ta, tôi thật sự bị rất là tiếc luôn. Đức Chúa Trời để lại một di sản cho chúng ta thật là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta không biết vận dụng. Đức Chúa Trời để lại những kho báu, mà đó là kho báu đặc biệt mà chúng ta không sử dụng nó. Giống như chỉ để ngắm thôi, lâu lâu ngắm thôi chứ không biết dùng. Buổi sáng nay hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín. Muốn biết Đức Chúa Trời thành tín thế nào á, thì chịu khó đọc Kinh Thánh. Mình phải đọc Kinh Thánh để mình biết rằng Chúa Ngài hứa với mình điều gì. Có những người gặp nan đề bế tắc không đọc Kinh Thánh, đi tìm tâm lý học để làm sao để giải quyết. Và xin thưa điều đó cũng tốt. Nhưng mà tâm lý học không có một lời hứa đảm bảo rằng khi quý vị đọc hết cái sách này là quý vị được chữa lành. Có đúng không ạ? Có đúng không quý vị? Amen. Không có một quyển sách nào mà người ta viết quý vị đọc hết, tôi cam đoan quý vị đọc hết cái này quý vị được chữa lành. Không có. Nhưng mà lời Chúa có một quyền năng, có một sự thay đổi để người đọc làm theo. Kinh Thánh ghi lại sao à? Giống như cây trồng dương dòng nước xanh mông trái, theo thời tiết lá nó có chẳng héo, mọi sự người đó làm đều được thành hưởng. Bạn ơi, đi tìm những cái phương pháp đó là học để kinh doanh làm sao tiêu hóa, điều đó tốt, tôi không bàn cãi điều đó không tốt, tốt. Nhưng nó không thể nào bằng ở trong sự cầu nguyện lời của Ngài đó. Có đúng không quý vị? Khi mà tôi đào sâu Kinh Thánh đó, tôi thấy một điều. Quý vị ơi, quý vị đi học bên, ví dụ bây giờ, ví dụ gặp biến cố gì trong cuộc đời của mình, mình đi bên ngoài thì có lớp để dạy hết luôn. Kinh doanh sẽ có lớp học về kinh doanh, tâm lý học về tâm lý, rồi nấu ăn học về nấu ăn, có đúng không ạ? Có rất là nhiều cái lớp để dạy mình bổ túc cái kinh kiến thức cho mình hết. Nhưng mà không ai dạy những cái điều siêu nhiên
mà chỉ có Đức Chúa Trời ngài hành động cho một ai đó tìm cầu Chúa qua lời của ngài. Tôi ví dụ giống như Gia-cốp đi, ở nhà La-ban 14 năm làm công công, gọi là siêu cầu thủ La-ban luôn, 14 năm làm không công ở đó, lấy hai người vợ con của La-ban, mà cuối cùng nhìn có hai vợ thôi nhưng mà không có tài sản gì cả. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào, một ngày kia Chúa lại cho một phép lạ. Chúa muốn giải thoát La-ban, giải thoát Gia-cốp. Chúa làm gì? Cho ông thấy giấc mơ. Ông thấy giấc mơ này, đó là một ngày đó ông tự nhiên ông thấy có con chiên nó giao hợp, và khi nó giao hợp đó nhìn thấy cây bạch dương, cành bạch dương, và khi nó giao hợp đó tự nhiên sanh ra chiên vàng chiên đốm, một cái phương pháp mà hồi đó tới giờ chưa bao giờ ai làm cả. Tôi nghĩ rằng cái Kinh Thánh thì có một vài đoạn thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng bắt đầu ông thử, Gia-cốp thử, và khi Gia-cốp thử cái đó, Gia-cốp thấy thành công. Đó là ông đưa những con chiên đó và giao hợp, và ông để cái cành bạch dương, và cuối cùng chiên đó nó trở nên chiên vàng của lớn, và cuối cùng ông đi lập La-ban. Cha ơi, bây giờ con sống với cha nhiều năm qua rồi, con chịu không nổi rồi, bây giờ họ chịu khó đi, bây giờ bày của con muốn có gì, gia sản của con. Thì sau đó thì ông nói chuyện với cha vợ của mình, và cuối cùng thống nhất đó là gì? Những con chiên mà có vằng, có đốm thì thuộc về con chiên nào không vằng theo đốm thuộc về cha. Ôi ông cha, ông thấy vui mừng lắm, này chết rồi, kiểu này là chết rồi. Ông cha này, ông trên đập hơn nữa là nói gì? Ông lấy con chiên mà có vằng có đốm á, ông đem đi xa, khát khổi luôn, mấy ngày đường luôn. Còn con chiên mà gọi là tinh sạch á, không có vằng có đốm thì ở dưới đây gia cốp. Kinh Thánh ghi lại cho mình, cuối cùng gia cốp thành công. Tự nhiên nó sanh ra còn có vằng có đốm, mình hỏi đơn giản lắm, tôi không hiểu tại sao luôn. Ví dụ như bây giờ hai ông Mỹ trắng thì đẻ con ra, tự nhiên da đen chịu nổi không? Không thật á, nó rất đặc biệt. Ở đây có anh Điêu chắc cũng hơi đặc biệt, tại mình nói tiếng Việt không biết anh Điêu có nghe không, nhưng mà có đúng không mà? Chắc chắn là có vấn đề liền. Nhưng mà Đức Chúa Trời huyền nhiệm của chúng ta là như vậy đó vị. Ngài có thể làm những việc không thể thành có thể, và Ngài có thể làm những việc mà từ trước chỗ đau khổ bế tắc tận cùng coi thái độ của đời của Gia-cốp. Amen mà. Không có gì bất ngại. Và 42 đời ghi lại cho chúng ta trong buổi sáng này để khích lại cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời luôn thành tín. Tôi khích lại hội thánh của Chúa ngồi tại đây đọc Kinh Thánh, mình đọc á để mình tìm coi Ngài hứa mình điều gì. Tôi không biết sao chứ vợ tôi thường có những cái viết lá thơ mà xưa tôi viết, bây giờ thì có mạng xã hội là nhiều, viết thì dễ lắm, nhiều cái xóa cũng dễ lắm, nhưng mà xưa viết thơ bằng chữ đúng không ạ. Ở nhà tôi có một cái két sắt luôn, tôi nói bị nhà tôi có một cái két sắt, nhưng mà trong đó không có tiền bạc gì đâu, đừng có tiền cái két sắt đó, nhưng mà để lại những cái lá thơ mà tôi gửi cho vợ tôi, có đúng không em? Những cái thiệp mà Giáng sinh á, tôi ghi là em ơi, rồi anh yêu em gì đó, tôi không biết. Bắt đầu lâu lâu lấy ra, chàng ơi đó viết thư, bây giờ không thì viết thư, bắt đầu đem ra những cái lời hứa mà tôi hứa với vợ tôi. Giữ lại, tìm lại. Chúng ta có một Đức Trời quyền năng, tại sao chúng ta không tìm những lời hứa của Ngài? Chúng ta có Đức Trời yêu mình, mà tại sao mình không tìm những cái gì mà Ngài hứa với mình để mình đối chức với Ngài? Và Chúa nói là chúng ta có quyền đối chức với Chúa, kêu nại với Chúa, nói chuyện với Chúa, mà tại sao chúng ta không làm? Chúng ta có một Đức Trời vĩ đại, mà tại sao mà chúng ta không nói với Ngài rằng Đức Chúa Trời hứa với con điều này nè? Mà Chúa hứa rằng dầu cho một quỷ quan gọi là không công chính, nhưng mà người đàn bà đó gõ cửa, đập cửa, rồi là phá cửa thế nào, nhưng mà người quan án đó sao à? Cũng sao à? Mở cửa ra và khó chịu quá, cuối cùng phải trả lời cho người đàn bà quá đó, đúng không ạ? Chúa chúng ta vĩ đại luôn, mà chúng ta không biết Chúa vĩ đại cỡ nào. Chúa chúng ta lớn lắm quý vị, mà chúng ta không biết Chúa chúng ta lớn cỡ nào. Và hãy nhớ là Đức Chúa Trời thành tín không phải cho một đời, mà ngàn đời cho người nào yêu mến. Mấy ngàn năm, 42 thế hệ này, mấy ngàn năm. Ở Việt Nam có nói câu là không ai giàu ba họ, mà sao à, khó ba đời, mới ba đời thôi, ba đời chịu nổi rồi đó. Nhưng mà Chúa là ngàn đời,
mình muốn được phước không phải cho mình mà thế hệ con cháu mình, chỉ con đường đó là ở trong lời Chúa. Biện luận với Chúa, Chúa hứa với con này, Chúa hứa với gia đình con này thì chưa là bạc. Amen. Và điều cuối cùng đó là người mà Đức Chúa Trời chọn thì Ngài có cách để biến đổi. Trong 42 gia phả này có 42 cái thế hệ, thì một trong những cái thế hệ mà tôi đọc được đó là những thế hệ quý vị biết là gì không? Là kỳ nữ. Kỳ nữ Ra-háp á, quý vị đọc kỹ trong đoạn đoạn này có kỳ nữ Ra-háp. Kỳ nữ là quý vị biết là gì không? Là gì? Rồi, biết rồi, có nhiều người không biết. Để cho chúng ta biết rằng một người không xứng đáng, nhưng khi họ có đức tin, họ bám víu lấy Chúa, Đức Chúa Trời đã hành động. Họ được nhắc lại trong Kinh Thánh để nhắc nhở rằng với Ngài, Đức Chúa Trời chọn thì Ngài có quyền biến đổi. Một người nữa đó là Gia-cốp. Nếu mà ai có thời gian đọc Kinh Thánh đó, thì chịu khó soi lại Kinh Thánh đó, thì thấy anh Gia-cốp này là một anh sao à? Hả? Lương lẹo. Tôi nói như chắc là nếu mà nói về những cái từ ngữ bên ngoài mà gọi là xấu cỡ nào á, là khôn mà không gọi là không quỷ quyệt á, không lỗi không gì tôi không biết, nhưng mà thì Gia-cốp là một người vậy. Và dường như có thể là một lần nào đó trong cuộc đời của cha mình là Isaac đã đau lòng về đứa con này. Nhưng mà chúng ta biết không, kết cuộc cuộc đời này ông chỉ là tổ phụ 12 tiên phong. Tên ông không còn là tên Gia-cốp nữa, mà tên là Israel. Rồi Luther cũng vậy. Luther Kinh Thánh như vậy đó gì? Là tổ mẫu của ai? Của Chúa Giê-xu. Ông là tổ mẫu. Đó, bà là một người. Mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta đọc kỹ về sách Luther á, thì chúng ta phát hiện ra gì? Bà Luther, bà đâu có điều gì đặc biệt đâu. Bà là người ngoại mà. Vì cớ ông Elimelech đem vợ của mình đi qua lánh xứ, lánh nạn khi đói kém. Rồi ông chết và hai đứa con chết và để lại cho bà vợ hai đứa con dâu. Một người là tên là Orpa, một người tên là Luther, và Orpa ở lại. Rồi cuối cùng Luther đi theo với lại Naomi và trở lại quê hương. Bà đâu xứng đáng. Bà đâu xứng đáng, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về cái câu chuyện đó để nhắc nhở cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời có quyền thay đổi. Ngài không nhìn người ta theo quá khứ, nhưng Ngài nhìn hiện tại và tương lai. Quý vị ơi, chúng ta đừng mặc cảm quá khứ của mình là ai. Chúng ta đừng mặc cảm về quá khứ của mình là như thế nào. Nhưng mà hãy nhớ rằng ngày hôm nay, bắt từ ngày hôm nay, nếu chúng ta bám trụ lấy lời của Chúa, nương cậy nơi Chúa, đức tin nơi Ngài, chắc chắn cuộc đời chúng ta được thay đổi. Có những người cứ nhìn về quá khứ và không dám bước tới trong tương lai. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thông điệp buổi sáng nay khích lệ cho chúng ta đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời có quyền biến đổi mọi người theo cách của mình. Ngài không nhìn cái tội của mình nữa, nhưng Ngài nhìn hiện tại và tương lai. Ngài nhìn để biến đổi chúng ta. Đừng nghĩ mình thiếu tri thức, đừng nghĩ mình dở, đừng nghĩ mình không có khôn ngoan, đừng nghĩ mình không có cái tài khoản này, khoản kia, mình không có điều kiện này, điều kia. Quý vị ơi, đối với Chúa, Chúa không cần gì hết, Chúa cần tấm lòng người đó làm theo ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì để kết thúc buổi sáng nay, tôi muốn nhắc lại về câu chuyện chính cá nhân tôi. Sau hơn 30 năm tôi tin với Chúa, tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn cho những bước của Chúa. Trước đây tôi cũng xấu xa, cũng không làm gì, và dường như mình không thể nào làm được việc gì cho Chúa. Nhưng ngày hôm nay cảm ơn Chúa về sự thương xót của Chúa.
Chúa đã biến đổi cuộc đời tôi và tôi mới làm được nhiều việc trong này. Mà đối với tôi như vậy thì tôi nghĩ rằng quý vị còn hơn tôi, cái khởi đầu của quý vị còn hơn tôi rất là nhiều. Mà tại sao mình không còn có động lực nào, không còn có thời gian nào dành cho Dương Khu Chúa, làm sao để nhiều người biết về Chúa đi? Và tôi muốn nói điều này để khích lệ hội thánh của Chúa buổi sáng nay. Chúng ta quay trở lại lời của Ngài. Đó là dầu cho Đức Chúa Trời im lặng, nhưng Ngài vẫn đang hành động trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ hai đó là Ngài thành tín. Và làm sao để biết Ngài thành tín và Ngài có lời hứa thì phải làm gì vậy? Làm gì vậy? Nhắc ở đâu? Nhắc ở trong lời của Chúa. Lời của Chúa cầu nguyện. Mà lời Ngài hứa là phải đọc Kinh Thánh mới biết Ngài hứa gì. Và điều cuối cùng đó là Đức Chúa Trời biến đổi người không ra gì trở nên kết quả cho dân quốc của Chúa. Amen. Chúng ta đứng lên và chúng ta ở trong lời cầu nguyện trở lại. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.